ban hết rồi cả nhà ơi. Hai, chào nhà nha. Mọi người thấy không? Hải ca đập banh cho anh hết cái bếp của mẹ Hương cả nhà. Mà tháo toan rồi tháo chắc ra hết chân rồi. Còn cái phần nóc là tí xíu nữa mình lụm mình xịt luôn nha. Thì hôm nay á, thực chất là Hải ca muốn xây một cái bếp khác cho mẹ. Nó to hơn, nó bự hơn để cho mẹ tiện đi lên đi xuống nha cả nhà. Tại vì ở đây á, nó có mấy cái bậc cầu thang nè. Đó, đi lên đi xuống á, mẹ Hương đợt trước bị té ở đây hết một lần rồi. Tím hết người luôn. Cho nên là Hải ca quyết định á, là mình sẽ xây lại một cái bếp mới cho mẹ. Đó, nó dễ đi hơn, nó không còn đi lên đi xuống mấy cái bậc đá vậy nữa. Té rất là nguy hiểm luôn nha cả nhà. Đó, nhưng mà trước khi mình làm cho mẹ Hương một cái gì á, thì em phải cho, em phải tập cho chữ một cái rồi mình mới làm nha cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ đi đặt cái gốc quay nha. Tại mẹ Hương cũng sắp đi làm vô rồi. Bây giờ sẽ xem phản ứng của mẹ Hương khi mà vô thấy cái căn bếp của mình thường ngày nấu nướng á, nó banh chành hết, tháo banh hết, gỡ hết trơn rồi. Sẽ phản ứng như thế nào nha. Cả nhà cùng đón xem nha. Cả nhà nhớ cho Hải ca xin một like, một lượt đăng ký kênh nếu như cả nhà thích cái video này của em nha. Ok. A few moments later. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Ở nào chết vậy tại? Con làm gì? Ăn nồi phá làm. Hai mày rảnh lắm hả? Bên nào phá tháo. Phá tháo banh chành cái bếp của tôi cho mày. Mày phải không? Con phá đâu? Dạ chứ thằng nào phá một cái gì đó. Ai biết gì trời? Phá hết rồi nè, còn mẹ, gì đó. Mình mấy mùa hôi mùa hám không nè mà. Con hôn con. Hai anh em mày phải không? Ở nhà kêu đi cắt bưởi rồi. Bưởi ai chụp ra? Con tẻ bưởi rồi giờ vô chửi trời. Ai ở nhà mà vậy? Đâu có. Họ chưa con kia mẹ nhà cái nhà mẹ không chịu. Nó đi làm mà canh cái đầu mày. Bây giờ người ta vô chắc ai ghét quá, không biết cái gì. Đặng có biết cái này vậy vậy là mẹ với ba làm gì, ai ghét mới tháo vào bếp nè. Ai, tôi làm gì ghét. Ai biết, nhiều khi ba đi nhậu mà ba không rủ người ta, người ta ghét. Nó mở mày là tao hỏi sơn máu rồi biết mà, ai tháo của mẹ vậy? Mình mấy nó mồ hôi mồ hám không kìa, nè, tay chứ nó lọ không nè. Không biết. Ghét hả? Con biết. Mà kiểm tra nè, người ta cho nó nè. Nè ba mẹ nè đi ngoài đường bớt ôm eo lại nha. Ôm eo người ta ghét người ta là bây giờ người ta phá cái bếp nè. Ôm eo ôm. Ôm cái đầu mày nó thôi ôm ông á. Ngủ bớt ôm thì người ta thấy á. Ông ơi thì chết mẹ đi không có ôm nào đâu. Thôi ngủ đừng có ôm nhau người ta thấy người ta ghét. Ông á. Rồi vài bữa đi. Từ tối nay mày ngủ mà ôm ba nó đi vài bữa ông tháo luôn cái nóc nhà nè. Ôm cái ôm chứ ôm đây vậy? Thằng báo phải không? Con không biết. Thấy đi mẹ không đánh. Mày xe bằng tay mày ra coi. Nó tay chưa lọ không bộ không biết hả? Chưa có hả? Đi dọc đất. Thấy đi đâu đánh. Mình mấy mồ hôi không còn có tháo. Tao ai rảnh đâu tao chi vậy? Mẹ hai bạn còn cái nóc nhà này để chi vậy? Tháo luôn đi. Tháo bây giờ mà. Tháo dục hết đi. Còn gì nữa đâu? Trời đất ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Vậy là hai ngày làm là không ai vô đây hết á. Mình không tháo chứ vậy sao tao nấu? Sao anh tiễn tử kêu mà tháo mẹ xây bếp mới? Tiền đâu xây? Tôi đâu có biểu. Tiễn tử kêu anh
với anh hai ra tháo đi. Rồi chờ mẹ mai mẹ mới kêu xe cát về, mai mẹ xây cái bếp mới. Nó đâu ra mà thầy mà xây không thầm. Ai biết tiễn tử chi vậy? Nó chạy đâu rồi? Được ơi. Nó kêu là nó cắt bạc cũng túi mà. Nó kêu là nó đi đặt gạch gì á. Vậy là hai anh em mày phá phải không? Nó kêu táo mà. Đứa nào? Nghĩ. Nó kêu hai anh em mày đi hút tức công viên nó chứ gì. Nè, con ý nó kêu là nó đi kêu bốn xe, về bốn xe gạch với một xe cát gì á. Ta mới đổ ngoài kia kìa. Đổ gạch đá sẵn kìa. Mà chưa trả tiền gì đó. Không có tiền không ha. Thì ba trả, nhà ba trả. Ủa, ai biết. Ừ, tôi có tiền. À, cái nhà tôi chỗ này là của tôi để y chang vậy tôi. Thì sao ai mượn tháo mà. Sai con với nghe, con với hai đậu tin thì nghĩ để người ta đổ cát đổ gạch đâu đó kìa. Sống như tụi bay hết nổi. Ai kêu cát kêu gạch mà đổ sao nghĩ là kêu ba với mẹ kêu kia nó đi đặt giùm kêu đồ nào không biết gì hết á. Túi không có đồng bạc rồi giờ ai trả tiền cát ai ai kêu thì nó trả ai nó trả đúng rồi. Tôi không có đủ đó rồi thằng nào dở thằng nó trả trả gì trả. Con ý nó kêu là chiếc xe kêu mẹ kêu là bốn xe gạch một xe cát. Tôi không biết gì hết nó nói rồi mẹ Hương kêu mẹ Hương à. Cái bếp này lâu lắm rồi, mẹ kêu là con ý còn kêu là hôm bữa mẹ Hương thấy mẹ Hương đi đây nè, té chuối cái đầu xuống đây, tiếng nhắc cái đầu gói luôn, nó thấy thương quá nó kêu mẹ kêu là cái té thì nó từ từ nó hết gói đâu mà cái tháo của tôi tùm lắm hả? Cái chưa cho tiền đó kia kìa. Kêu người ta lại trả đi. Rồi thằng anh hai cũng vậy nó. Tháo thì cũng phải hỏi mẹ, bộ mẹ kêu tháo hay gì? Mẹ kêu mà tháo giùm mẹ. Dạ nha, nói trước nha. Tự xử đi á con không biết xe gạch xe cát kia con không có tiền đâu á mẹ tự trả đi ổng kêu chiều ổng xuống á chiều ổng xuống cài không hai anh em mày thằng nào kêu nó trả lại cho tao tôi chết mẹ hết á trời ơi nó tháo ra dễ vậy đó tao đòi tiền kìa. Mày nó nhờ tại vì nó dở cái cát gì đó chưa có chuẩn bị tiền rồi tiền đâu mà trả hết nè mày mấy đứa này là thì nào kêu nó trả chứ chưa có trả. Chuẩn bị cái gì là nó rồi nó la nó phá của anh ta rồi tiền đâu mà đi đâu cát đâu đá rồi tàu lao luôn á trời ơi có nói 6-7 triệu bạc người ta không có hết ra mày nó con nhà này giờ xuống đem trả người ta được không mẹ ơi mẹ trả cho người ta cho người ta giục tôi mà tiền đi tiền cát đá gì vậy á nhỏ tiền đâu mà ta trả con hiến báo thì nó báo tao là nó đi đâu rồi tiền đâu mẹ em trả tại vì mày làm gì lên đi người ta vô ký vô mỏ con bây giờ ký nào kêu thì nó trả chứ ai biết được trong cái nhà người ta để gì chơi tháo ra kêu cát gì xây gì nhà người ta để đi cho người ta đi ai mượn cho mày à nhà xây không không tiền cái mà xây xây tốn tiền trả tiền xe lại cũng vậy à xe gì tiền mở mắt là tiền à người ta trả xuống rồi à. Giờ kêu ta xúc trở lại đi trời ơi mày ngang ngược quá mẹ mẹ nó kêu ra mà ngang cái ngược mẹ không nói sao nghĩ dám làm trước khi làm cái gì phải nói trước chứ rồi đứa con mẹ nhà là tháo ra rồi không đụng đụng cái tháo nhà đụng tháo nhà tôi rồi kêu cát kêu đá rồi nói vậy bắt tôi trả tiền thấy nó kêu là mẹ dặn vậy mẹ nào dặn con nó báo con thấy đổ xe cát rồi con mới vô con gỡ đó trời ơi tao lại bây giờ sao xúc kêu ta xúc trở lại đi trời ơi tao ký vô cái mỏ rồi đó cho 500 tài lẹt đi kêu cho 500 ngàn trả người ta chứ à, rồi đâu cái khơi có 500 ngàn cái tiền giờ ta nhiệt công ta chắc số giờ phải đưa trả cho 500 ngàn chắc lắm hai anh em mày ra bán mình cho người ta đi mẹ không biết kêu ra ngoài con kêu cái đó lấy mặt ông trừ đi trời đất ơi đừng viên nữa trời thì ta... mày kêu mày kêu đó tôi gỡ cái này ra nữa nè phá nữa này trời ơi rồi mà còn tháo banh nữa thì lỡ một người tháo xuống hết luôn đi mẹ đâu có ta mình xây đi mình xây thiếu đi trả cho không chết thôi à ông ngoại ơi xây thiếu đi để tao lỡ cái cào nhà cái thiếu chứ giờ tiền đâu trả không tiền mày đặt xây ba với mẹ không đó, tiền rồi mày đặt dặn xe cát để gạch đá mẹ hả? Ông nội con có kêu còn, à còn không biết mai hai mày gáp ở trên gáp gì bây giờ cái quan trọng là trả tiền người ta kìa đây đâu trả không biết đây là bây giờ bà miếu của mi cha này hả có không có tiền đâu trả mà miếu tôi đâu có miếu tôi cười cười gì vậy bây giờ khóc bên nổi rồi nghĩ mẹ nó còn cái nóc dở luôn đi để làm gì ra nóc thì mai thế nào cũng dở thôi con lại bà xuống mày gắn cái vách
lại cho tôi sáu, tôi muốn bể đầu chết mẹ mày hết rồi. Gắn cái dách là chuyện nhỏ, trả tiền ngoài kia mới là chuyện lớn. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì tôi không có biết, ai kêu rồi làm. Mẹ lơ ra lệnh Yến nó mới dám kêu. Còn cái mạng, tôi còn cái mạng nè. Báo mà người ta đổ thiệt kìa. Cũng thiệt. Không có biết, hai anh em mày gắn cái dách lại cho tao. Người ta, người ta đổ thiệt cho người đổ rõ thì chạy ra coi nè. Mày nghe coi. Ai kêu đâu. Kìa. Trời ơi. Làm cái giả không trời. Đó. Cát nè, gạch nè, bốn viên gạch gì nè. Kiếm rồi đá lại chút đi đi, tao không có kêu à. Nó vẫn mặt hoài à. Kêu người ta xuất sáng xuất đá gì đi đi à, không có biết à. Con đó nó tà lanh tà lẹt, nó mẹ tà lanh chứ mẹ tao vậy luôn á. Trời ơi, nó kêu đã rồi, rồi nó trốn luôn. Ai ghẹo, ai ghẹo. Tiền đâu trả. Con báo rồi nè. Ủa con lại đi con ghẹo mẹ. Tao có biết gì đâu, tự nhiên đổ đá để nút nhà tao mày kêu con Yến trả lời nè này xúc lên. Đó, chán con Yến nó kêu xong người ta cắt gạch, xong người ta chở cát xuống. Rồi con mới giờ con với anh hai mới dở cái nhà mẹ ra. Ôi mẹ không có biết gì á. Trời ơi. Làm gì đó làm, mẹ tao không có biết. Cái này nó chắc đông gạch nó xây 40 cái bếp gì. À. Chắc chắn nó xây nhà cho mẹ. Nhà tôi có rồi xây gì nữa. Ai biết. Rồi cái bếp củi để cho người ta cà lanh là đẹp đi dở rồi đi xây. Tiền đâu mà mày xây. Cái gì vậy? Kêu xe lại chút đi á. Giỡn á, lại đây, ngồi đây. Đây. Miếu hoài vậy. Giỡn hoài luôn. Ngồi xuống. Ghẹo ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Ba ngồi đây. Ngồi ba ngồi. Không có tiền đâu ba. Ngồi xuống đây, ba ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Không có giỡn được đâu á, Tết nhất tới rồi. Rồi vô lấy cái xẻng đi mẹ. Làm gì? Xúc chả người ta. Mẹ tôi xúc hết đống này. Mẹ xúc đống cát, ba chắc đống gạch lên xe cho người ta. Hai anh em mày làm đi. Lanh không tự nhiên tốn tiền trả hay tốn tiền muốn tiền hả? Tết tới người ta không có cho thiếu đâu mà đặt sầu sạo tụi bay nha. Chửi vô lòng quá cho mày hay. Thôi giỡn á. Giỡn gì? Giỡn sao coi đóng cá. Nãy giờ con nói giỡn thôi. À, giỡn là con Yến báo kêu nhưng mà chắc là con kêu. Con kêu thiệt. Làm gì? Kêu xây bếp cho ba. Mà con đâu có tiền. Trời ơi không tiền mà kêu. Cái đó xài được thì cứ xài đi. Con thấy sập thì con thấy bữa giờ mẹ lọc mít mẹ bán quá trời đó. Trời đất ơi. Tưởng có tiền. Không tiền mua mì ông ăn nữa ở đó mà. Lọc một chục cái mít có 80 ngàn à ông nội. Rồi biết thấy mẹ ngày nào mẹ cũng có mít mẹ bán. Mẹ con báo vô kìa. Nó ăn cắp cái gì của người ta vậy? Ăn cắp cái gì vậy? Thôi ơi nữa. Tới nữa, nó gì tới nữa. Ô, báo. Kêu nó trả tiền lại nào má tôi. Báo mày xuống đây ngay. Gì mẹ? Mày báo tao nữa rồi. Rồi luôn. Con đâu trà? Mẹ, gì vậy? Gì kìa? Kêu gạch, kêu đá gì kìa. Bây giờ không có tiền trả người ta. Ba ở nhà tôi hết trơn rồi. Lanh đầy lẹ. Con kêu á. Rồi. Ai biểu? Thấy cái nóc nhà của mẹ nó hết trơn rồi, xây lên cho mẹ. Thì kệ nó, chừng nào nó sập thì hay. Ấy gì đâu, nó bình thường cứ ngắt là tao gọi không được luôn. Không tiền mà. Mày báo cái gì? Tao giận. Giận cái gì mà giận? Giận, chứ con kêu á. Thấy bữa mẹ té nè, con kêu làm cái bếp mới. Thì đá không đi thì phải té chứ. Té tím hết giò, con mới kêu cát, kêu gạch nè, xây lại cái khác cho mẹ. Không tiền mà. Cấp lại dưới về kìa mẹ. Cấp gì? Chút hoạt động đâu mày nè, mày báo. Xe này thì vài bữa người ta vô người ta xây. Con giỡn á, nãy giờ con chọc thôi chứ. Chọc với mẹ, cái điểm mẹ. Dạ. Mày nói ừ, con làm mẹ đi. Con chọc thôi chứ thấy mẹ bữa mẹ té, tím ngắt cái giò đó. Thì biết giá gặp gòn thì phải té thôi chứ. Con mới kêu gạch đá nè, rồi xây rồi cái chòi cho mẹ. Con hèn thế là mẹ. Đá chưa đủ đồ đâu. Xi măng. Xi măng. Ba vô mày nhà làm cái gì? Mấy mày liều. Không tiền hết rồi. Không tiền mà cái gì mà có đi ta làm. Ta chủ chết luôn á. Ấu tạ. Rồi. Nói chứ mấy cái này con trả tiền rồi. Hết nhiều. Có nhiều đâu. Tiền như bóp của mẹ. Bóp ba có tiền. Bóp ba có tiền tiền. Giỡn chứ con trả tiền hết rồi. Thấy mẹ bữa mày té đó rồi con kêu gạch đá xi măng nè, mình xây lại cái khác luôn. Ôi vậy mừng quá. Thì trời ớt quá ơi. Mừng mà ớt. Mới khóc cười liền luôn kìa. Bây giờ nó nói vậy thì xong rồi. Có tiền đâu trả tiền công thợ xây. Con trả, con có tiền con trả được rồi. Trả.
Bà ơi, mày ăn cắp ra dưới bằng cắp tóc coi gì vậy á. Ăn cắp cũ sắm dây luôn á. Công gì? Nè công nè, công nè. À, ok cả nhà. Thì xây lại cái bếp mới cho mẹ Hương cả nhà. Tại vì bữa mẹ Hương té nè, mỗi lần đi lên đi xuống là té. Xong rồi Hải Ca mới kêu gạch đá xây lại. Thì cả nhà cùng đón xem là cái bếp mới này của Hải Ca xây cho mẹ nó có đẹp hay không nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye cả nhà.